tại sao em lại là người hàng xóm mà không phải là chị của thằng Tâm? Tại sao à? Anh đừng hỏi tại sao. Hay là thằng Tâm nó bắt buộc em làm như thế? Anh đừng hỏi nữa. Chỉ làm cho tôi đau đớn tim tôi. Trời ơi, anh cũng không ngờ chính anh là người mang đến cho em cái nỗi khổ lớn nhất. Thôi, có dài dò mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Dạ, em hãy tát thật mạnh vào mặt anh và mắng chửi rằng mày là một thằng khốn nạn. Không, từ hồi nào tới giờ tôi có dám nặng lời với ai đâu. Có giận trong bụng lắm thì tôi chỉ lén lén ngồi khóc một mình thôi. Mấy năm qua chắc em đã khóc nhiều lắm. Có ngày nào mà tôi không khóc? Khóc tươi cạn cả dòng nước mắt, rồi trách gần trách xa, trách trời cao xui khiến làm gì. Chưa vui tương phùng đã buồn chia ly. Có thể làm cho em vơi bớt một phần nào đau khổ thì em hãy khóc đi, hãy gào khóc thật to lên để những dòng lệ kia cuốn trôi đi bao khổ đau còn sót lại trong cùng cay đắng, biết đâu cũng còn sót lại chút hương vị ngọt ngào. Nước mắt ngày xưa là chờ là đợi, cùng nước mắt bây giờ là sụp đổ là tiêu tan. Dạ, tôi anh hiểu được và an ủi tôi như thế này cũng đủ lắm rồi. Dạ, về với thực tại, kéo dài hoài không có lợi cho cả hai. Anh Bình, nó là con của anh đó. Anh cứu mà nuôi dạy cho nó thành người. Con ơi, ba hứa ba sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Bao nhiêu tình thương ba dành cho mình đã trang trải xong nghĩa và tình cả hai.
chiều trọn vẹn. Tôi yên lòng anh cũng không còn vướng bận chi. Dạ, em đặt con tên gì? Tôi đặt nó tên là Mai. Tôi muốn cuộc đời nó luôn luôn may mắn, đừng giống như cuộc đời của má nó, nhục nhã, ê chề lắm. Mai, bé Mai, con của ba. Đó, chị thấy tôi nói có đúng không? Tánh của chồng tôi rất yêu thương con trẻ. Mới gặp đứa bé lần đầu à, mà anh nâng niu như là con ruột của mình vậy á. Ngọc, em... cơm nước xong chưa mà em ra đây vậy? Không có chị thằng Tâm ở nhà, mình ở lại đây cũng chẳng nói được gì. Em tính về Sài Gòn liền á. Còn đứa bé này? Từ hồi nãy giờ anh nói chuyện với chị ấy, hay là chị ấy đổi ý rồi? Không, chị ấy bằng lòng cho vợ chồng mình đưa đứa bé về Sài Gòn luôn đó em. Được vậy thì tốt quá. Còn con Xuân với thằng Tâm thì sao? Hai đứa nó cũng phải về Sài Gòn luôn. Sáng ngày mốt á, là phải đi nhận việc rồi. Đó, anh nghe chưa? Vậy mà còn đòi ở thêm một ngày nữa. Xuân à, em với dì Dượng đi trước đi. Anh căn dặn chị ấy mấy chuyện á rồi, anh đi liền. Chào cô, tôi đi. Chị ơi, nếu chị cần gì á thì chị cứ nói lại với thằng Tâm đi, tôi không có từ chối đâu. Anh Tâm, nhanh nhanh nghe chưa? Bé Mai, con của tôi. Chị hai. Tâm ơi, bé Mai nó xa chị thiệt rồi. Chị hai à, chị bình tĩnh lại đi chị hai. Bình tĩnh, làm sao chị có thể bình tĩnh được hả em? Từ đây chị sẽ sống một mình trong ngôi nhà thanh vắng này. Buồn lắm, buồn lắm em biết không? Dù sao thì cũng còn có em. Hơn nữa, đây không phải là lúc chị gào khóc lên như vậy. Vậy thì em muốn chị phải làm gì nữa đây? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, em không dự tính được điều gì. Phải chi con bé Mai nó về với một gia đình khác đó thì tốt biết mấy. Đằng này rắc rối lắm. Tâm, nhưng chị... Em không trách chị đâu. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ dở như vậy rồi. Chị hai, chị phải đám cưới với anh Tâm liền ngay. Càng sớm càng tốt. Em về Sài Gòn liền để tìm cách lo liệu. Trời ơi, anh Tâm. Hả? Anh đi đâu vậy? Anh đi dạy. Trời ơi, hôm nay chủ nhật mà. Anh mới tìm được một chỗ dạy thêm, lương cũng khá lắm. Thôi đi, tất bật suốt cả tuần rồi, chúng mình chỉ có một ngày chủ nhật à. Vậy mà... Xuân à, anh cần kiếm thật là nhiều tiền để mua một căn nhà nho nhỏ. Đám cưới xong rồi chúng mình ra ở riêng. Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì anh không cần phải lo nữa. Em nói sao? Nếu anh không lo thì ai nhảy vô đây lo? Em nè, em sẽ lo cho chúng mình có một căn nhà. Mà không phải nhà nhỏ đâu nghe, nhà lớn đó. Ở đâu mà em kiếm dễ vậy? Thì căn nhà của dì Dượng em đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tánh của anh không thích sống chung đụng. Thế nào rồi cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra, khó xử lắm. Trời ơi, anh thiệt á.
có sống chung đụng với ai đâu mà anh lo xa như vậy chứ. Thì dì dưỡng của em, anh biết là dì dưỡng của em yêu thương em nhiều lắm. Nhưng còn anh, xét cho cùng anh cũng là người ngoài thôi. Anh sợ... Anh yên tâm đi, dì dưỡng em sắp sang Pháp ở luôn với ngoại em rồi. Từ trước tới giờ anh chưa từng nghe dì dưỡng của em có ý định đó. Đúng, nhưng mà kể từ khi mà có con bé Mai á, thì dì dưỡng của em đã có ý định đó và đã lo xong giấy tờ để mà chuẩn bị đi đó. Tại sao như vậy? Đơn giản thôi, tại vì dì dưỡng của em quá yêu thương con bé Mai. Dì dưỡng em sợ một ngày nào đó cái người chị hàng xóm như của anh á đòi lại con bé Mai sao. Cho nên dì dưỡng em tính vậy cho chắc ăn. Được như thế thì diễm phúc cho chúng mình quá. Diễm phúc cho anh nhưng mà vô phúc cho em. Sao em lại nói như vậy? Không phải thì sao? Mai mốt này nè, thấy người ta có một mình á rồi mặc tình mà ăn hiếp người ta. Thương còn không hết, nói chi cái chuyện ăn hiếp. Tiệt đó. Anh nói thiệt mà. Ổng tin. À, em biết không, trong những năm tháng còn ngồi dưới mái trường đại học, anh cứ cầu mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh. Để làm chi vậy? Thì để chúng ta sớm nên giờ nên chồng, cho thỏa lòng ước mong, mong ước một ngày được cận kề bên nhau mãi mãi, yêu thương trọn đời, không một giây phút xa. Nè nè, những lời nói của anh trong buổi hôm nay, anh nhớ nha, nhớ là ghi khắc mãi trong tim. Anh sẽ khắc ghi cả hình bóng em trong tim. Chiều em bồng con thơ ra ngoài đầu ngõ hướng mắt
nhìn sâu trong quên lãng, chỉ còn đôi ta dìu dắt con thơ vào giấc ngủ say nồng. Xuân à, anh sẽ làm tất cả để những ước mơ kia thành sự thật trong nay mai. Em cũng sẽ chung tay góp sức tạo dựng cho chúng mình một khoảng trời riêng. Xuân ơi, từ cái buổi đầu tiên gặp gỡ, anh biết đời mình không thể sống thiếu em. Rồi trải qua mấy năm dài gần gũi, anh đã nhận của em đời đáp được, thì bây giờ lại tiếp tục nhận thêm. Anh cảm thấy mình đang mang một gánh nặng, không biết rồi đây phải chăng trải thế nào. Đã yêu nhau rồi mà còn tính này tính nọ, em không cần anh phải trang trải. Chắn làm vậy rồi. Chỉ cần có bao nhiêu đó là đủ rồi. Thôi bây giờ em đi chợ nha, tự tay em sẽ nấu nướng một vài món, trưa nay tụi mình sáng cơm với nhau. Đồng ý liền. Vậy ha. Em đi nha anh. Mình cứ tưởng con bé Mai nó về với gia đình đó sẽ rắc rối cho mình, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy. Tâm, chị Hai, có chuyện gì mà chị lặn lội lên tới trên này vậy? Chị đi mua sắm chút ít đồ đạc để chuẩn bị cho ngày cưới của chị. Cần cái gì thì chị cứ viết thơ gửi lên đây cho em biết, em sẽ mua sắm đầy đủ gửi về dưới cho chị. Sẵn lúc này rảnh rỗi, giả lại chị cũng muốn đi Sài Gòn một chuyến. Trước là mua sắm chút ít đồ đạc, sau đó là để hỏi thăm bé Mai dạo này ra sao. Con bé Mai nó sung sướng lắm, di dưỡng của Xuân cưng nó như trứng, hứng nó như hoa. Được như vậy thì may mắn cho cuộc đời nó quá. May mắn cho nó, và may mắn luôn cho cả em nữa nè. Có chuyện gì mà em vui quá vậy? Không vui sao được. Em cứ ngỡ là con bé Mai về với gia đình đó là một điềm xấu cho em. Không ngờ cuối cùng lại tốt đẹp đến nỗi em không thể nào tưởng tượng ra được. Em nói em vậy nghĩa là sao? Người ta lo sợ một ngày nào đó chị sẽ đòi lại con bé Mai, cho nên người ta quyết định đưa con bé Mai sang Pháp sống luôn. Thì ra là vì chuyện này mà em vui đến như vậy à? Đúng. Dì dưỡng của Xuân đi rồi, ở lại nơi này chỉ còn em với Xuân thôi. Như thế có nghĩa là không ai đe dọa tình yêu và hôn nhân của tụi em nữa. Tâm mà, nếu như vậy thì em có thể cho chị gặp bé Mai được không em? Không, không được đâu chị Hai à. Một lần thôi mà, chỉ một lần này thôi, biết đâu suốt cuộc đời này chị sẽ không còn gặp lại nó nữa. Chị Hai, mọi chuyện đang có chiều hướng tốt đẹp, chị đừng làm cho nó xấu đi. Chị chỉ xin gặp bé Mai một lần, chị hứa sẽ không để xảy ra điều gì. Chuyện đời làm sao mà biết trước được, mình ngăn ngừa có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu mà em cấm cản như vậy thì rất là tội nghiệp cho chị. Vì không tình cảm nào bằng tình cảm mẹ con. Chị Hai à, chị hãy cố mà chịu đựng, rồi đây em sẽ bù đắp lại tất cả những hy sinh mất mát mà chị đã gánh lấy từ bấy lâu nay. Chị chỉ cần gặp bé Mai một lần, coi như em đã bù đắp cho chị xong. Thôi chị đừng.
rồi, không thể được đâu. Tâm, chị lại em mà, em cho chị gặp bé Mai một lần nghe Tâm. Đã nói rồi, chị đừng có nài nỉ nữa mà. Anh Tâm, chuyện đó có gì đâu mà anh làm khó chị ấy như vậy chứ. Xuân, nhưng nếu như chị ấy có ý gì xấu á, thì chị ấy đã đến thẳng nhà dì dưỡng của em rồi, cần gì mà xin xỏ anh chi cho mắt công. Nhưng nhưng dì dưỡng của em không thích chị ấy tiếp xúc với con bé Mai đâu. Dạo này dì dưỡng của em bận lắm, suốt ngày cứ tất bật đi lo ba cái vụ giấy tờ xuất cảnh, chỉ có bà vú với bé Mai ở nhà thôi à. Nhưng nếu như thôi, sao anh cản hoài vậy? Biết đâu chị ấy chỉ được gặp mặt bé Mai lần này thôi. Chị đi với tôi. Ý, quên. Anh à, anh lặt sẵn bó rau muống đi nha, chút nữa em quay lại. Mình đi chị. Con bé Mai nó ngủ rồi, để tôi kêu nó thức dậy cho chị nói chuyện ha. Thôi cô, cứ để cho nó ngủ đi. Tôi chỉ cần đứng nơi này nhìn nó một lúc á, là đầy đủ lắm rồi. Vậy cũng được. Nhưng chị nhớ là đúng một tiếng đồng hồ sau, tôi với anh Tâm chờ chị ở quán cà phê đối diện cái ngôi nhà này nha. Tôi nhớ mà. Bây giờ chị cứ tự nhiên đi ha. Sáng lúc nào mà cùng không hay. Ồ,
con biết dân dây trời cao cho đời con tốt đẹp ở tương lai được như thế. Má vô cùng mãn nguyện, má có nhắm mắt lìa đời, má cũng không còn nuôi tiếng chi. Dạ. May quá, tôi tưởng là không được gặp anh. Anh cũng không ngờ em có mặt tại nơi đây. Khó khăn lắm tôi mới tới được nơi này. Nếu anh đoán không sai thì em tới đây gặp anh để nói với anh về chuyện lá thư anh mới gửi cho em. Phải, nhưng trước tiên là tôi muốn thăm con bé Mai lần cuối. Sau đó tôi gặp anh để xin anh đừng làm như vậy. Anh đã quyết định rồi. Trước khi anh ra đi, anh sẽ vạch mặt thằng Tâm để cho mọi người biết. Anh Bình, như vậy thì có ích lợi gì đâu, chỉ làm cho mọi chuyện khó xử thêm thôi. Dạ, nó đã đối xử với em như thế, vậy mà em vẫn còn binh vực cho nó sao? Nói cách nào thì tôi với anh vẫn là người có tội. Nếu chúng ta đừng gây ra thì chắc chắn thằng Tâm nó sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Nhưng em là chị của nó, đúng ra là nó phải chia sẻ cùng em. Đằng này nó còn đào sâu thêm nỗi khổ của một người chị đã từng chịu đựng và hy sinh cả cuộc đời mình, không một chút đắn đo hay than trách điều chi. Cho đến ngày hôm nay nó có sự nghiệp đàng hoàng, nó đáp lại công ơn ngày nào bằng việc làm hết sức nhẫn tâm. Tôi đã trót hy sinh nên quý hy sinh tới cùng để tất cả được vuông tròn như lòng tôi vẫn thầm mong. Nhưng em đã hy sinh gần nửa cuộc xuống tôi, trời cao đã an bài tôi chấp nhận đau buồn, không cần ai thương xót. Anh cũng không biết nói gì với em, hãy để tất cả bình yên, đừng khơi lại làm chi. Càng nghe em nói anh càng giận thằng Tâm hơn. Anh Bình, tôi xin anh mà. Không, anh phải vạch bộ mặt của nó ra để sau này nó không còn đối xử với em tàn nhẫn như thế nữa. Anh Bình, tôi lại anh mà. Dạ ơi, tâm hồn của em hiền lành như vậy thì tại sao ông trời lại bắt em phải khổ như thế này chứ? Dạ. Anh Bình. Ngọc, em anh không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Dạ thưa bà, tôi... Thì ra là chị. Trời ơi, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần thôi, không lẽ tình cảm lại nồng nàn đến như thế sao? Ngọc ơi, em hãy tha lỗi cho anh. Anh và cô ấy đã... Không, bà ơi, tối nay tôi này chính tôi là người đã gây ra. Anh Bình, tại anh, tại anh hay là do chị ấy? Nhưng thôi, ai cũng vậy, cũng làm vụng vỡ bao nhiêu giấc mộng vẫn còn.
đừng quá đau đớn. Tôi sẽ ra đi ngay tức khắc. Và tôi xin hứa, tôi xin hứa, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa đâu. Chỉ có đi hay ở lại cũng không thể nào bôi xóa được những hình ảnh mà tôi vừa bắt gặp. Ngọc, còn anh Bình ơi, sao anh lại vội vàng phủi sạch tất cả những hạnh phúc mà tôi đã chắc chiêu gây dựng suốt mấy năm dài. Nếu cần thì cả hai hãy nắm tay nhau đi tới một phương nào, nhưng nhớ là phải ra đi vĩnh viễn, đừng bao giờ để cho tôi gặp lại lần thứ hai. Lần đầu tiên đối diện với đắng cay, tôi cứ tưởng mình không thể nào sống nổi, nhưng thà chết đi còn cảm thấy thanh thản sống làm chi khi tất cả đã sụp đổ dưới chân mình. Tôi không ngờ sự có mặt của tôi đã đem đến cho gia đình ông bà một tai họa. Phải nói gì với em để em hiểu được những điều anh đang mang nặng trong lòng. Ngọc à, thôi, tốt nhất là anh đừng nói gì thêm nữa, cứ làm theo những điều tôi vừa nói ra. Nhưng nếu hai người không đủ can đảm thì tôi xin chấp nhận làm kẻ ra đi, cuối cùng rồi cũng phải giải quyết như vậy. Nào để chọn lựa khác hơn, cuối cùng rồi cũng phải cách biệt. Bà ơi, tôi xin bà đừng. Ngọc, em trước lúc ra đi, tôi nói cho hai người biết, tôi thù, tôi hận hai người đến suốt cuộc đời. Chị thấy chưa, tôi đã cấm chị tới đây rồi, vậy mà một hai chị vẫn đòi tới cho bằng được. Bây giờ gia đình của người ta tan nát hết rồi đó, chị vừa lòng chị chưa? Tâm, câm miệng lại đi. Tôi không ngờ chị cũng có cái thói trăng hoa đó nữa, thật ghê tởm mà. Không, không phải như vậy. Chị đừng nói thêm một lời nào nữa, chị đi khỏi nơi này ngay đi. Tâm, Dượng, con biết mọi chuyện là do chị ấy gây ra. Còn Dượng, Dượng không hề có lỗi gì cả. Tại sao cậu dám khẳng định như thế chứ? Con biết Dượng là người đàng hoàng, hơn nữa Dượng cũng từng là một ông thầy giáo, Dượng cũng từng dạy dỗ học sinh của mình phải biết sống ra sao. Còn cậu, thường ngày thì cậu dạy học sinh cậu những gì? Dạ, thì con cũng phải dạy chúng sống thế nào cho có nghĩa có nhân. Vậy mà cậu lại làm một tên bất nhân bất nghĩa, sống không một chút tình, sẵn sàng tàn nhẫn với những người thân để giữ gìn hạnh phúc của riêng mình. Dượng, Dượng nói gì mà con chưa hiểu được? Con nghĩ là con không có sai trái chuyện gì, thì tại sao Dượng lại quá nặng lời? Có lẽ là Dượng đã lầm lẫn điều chi? Tôi khuyên cậu hãy lỡ
lật ngay cái mặt nạ đã che đậy cho cậu từ lâu lắm rồi, để ai ai cũng tưởng cậu là người hiền lành, nhưng thật sự là một kẻ vô lương tâm. Chuyện gì cũng phải có chứng cớ. Nếu như cậu thật sự đang cần, con rất cần để làm sáng tỏ ra, vậy thì chắc chắn sẽ có liền. Dượng nói đi, con đang chờ đợi. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu một đôi điều. Con hứa sẽ không giấu giếm chuyện gì, chỉ mong rằng sau này Dượng sẽ hiểu con hơn. Người đàn bà vừa bị cậu sỉ nhục dường như có liên hệ gì với cậu. Đó chỉ là một người chị hàng xóm, người dân nước lạ chứ có liên hệ gì đâu. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng cớ rồi, tôi không cần nói với cậu thêm chi. Cậu xây dựng hạnh phúc bằng nước mắt của chị mình, thật là đế hèn, không đáng mặt đàn ông. Dượng, con... Tôi cũng không hiểu sao cậu lại nỡ ruồng bỏ một người chị đã vắt cạn mồ hôi của mình để nuôi dưỡng cho cậu nên người. Dượng à, con... Chắc chắn là cậu không còn chuyện gì để nói với tôi đâu. Bây giờ, tốt nhất là cậu hãy tìm một nơi thanh vắng, tự mình đối diện với lương tâm của mình đi. Chị hai, tất cả lỗi tại chị hết.